Không biết là các bạn có luyện tập một cái thói quen chi tiêu rất là tốt Như là tự đặt ra một cái giới hạn, một cái số tiền nào đó Và khi mà mình đi mua sắm thì mình chỉ mua đúng cái số tiền đó thôi Mình đã luôn cố gắng làm như vậy Ví dụ như là mình có nhu cầu mua một cái vali Mình tự đặt ra giới hạn là 2 triệu rưỡi ha Thì thay vì mình phải đi tìm hiểu từng hãng Thì mình đến thẳng một cửa hàng, một cái siêu thị chuyên bán vali luôn Đầu tiên là mình thích cái màu đỏ này Tại vì cái này là mẫu mới á, mình mới vừa thấy trên web Và cái cách mở của nó cũng buồn cười nữa Ban đầu kiểu rất là tự tin ha Nói với mấy bé nhân viên là để tự chị xem được rồi. Kiểu mấy cái vali này là chuyện nhỏ ai mà không biết mở. Nhưng hóa ra có mấy cái không biết mở thiệt mọi người. Mọi người tưởng mình kéo này ra quầy tính tiền đúng không? Dễ gì mới lựa vài cái mà tính liền. Quyết tâm coi thêm vài mẫu chứ. Lần này rút kinh nghiệm nhờ bé nhân viên ra hướng dẫn nè. Nhưng mà xí nha khúc này hơi choáng ngợp á mọi người. Tại vì nhìn cái gì cũng muốn hết á. Và xém một chút xíu nữa thôi mình đã rinh cái vali này về rồi. Phải hai ba người cản mình mới suy nghĩ lại đó. Trời ơi tưởng tượng mà đem cái vali này vô sân bay á là chấp cái chiếc máy bay đậu ở cổng 30 luôn á. Xem xong vali nhựa thì mình sàng qua xem cái vali vải của Nhật nè. Không hiểu sao mà mình mê mấy cái chiếc vali mà nhiều ngăn lắm nha đã vậy cái này nó còn rất là nhẹ nữa thật sự là nhẹ lắm luôn á và đôi khi á mọi người tuy là mình đã tự đặt ra một cái giới hạn khi đi mua sắm nhưng sẽ luôn luôn có một thứ khiến cho mình phá bỏ giới hạn tại vì em nó quá là đẹp luôn á bề ngoài đẹp nè bên trong đẹp và rất nhiều công năng nữa vừa nhìn em một cái á là cái tay của mình hãy dính vào trong cái vali gỡ không ra luôn á hẹn clip sau sẽ review kỹ hơn về em này nha